đường Lê Hồng Phong. Nắng sâu quá trời luôn. Thank you.
chỗ chị? 900 một cây. 900 một cây hả? Đồng giá hết hả? Hai cây bự cây nhỏ hết. Rồi cảm ơn nha. Không, phải không? 900. 900 nó hủy hôm qua nó mới cắt 900 nó như vậy. Hả? Qua 700 cái cây nhỏ xíu rồi. Cây kia đựng hồng, hồng leo quận Gò Vấp, vương quốc hoa hồng. Đó là tối đẹp quá. Mua cây nhỏ nhỏ hơn đó chắc khoảng 500-700 được. Thanh mai á, mai xanh á. Thanh mai. Ừ.
riêng gia đình. Mai bự nào cả nhau. Hay là mấy chậu khủng khủng không? Đây là hàng chục rồi cả nhà. Đây là hàng nhà lớn nè. Dập hàng chục em chứ không có hàng. Bự. Mới dữ nha. Bông giấy hôm nay đẹp lắm nha. Bông giấy hôm nay cái màu nó ngộ lắm. Nhỏ nhỏ nó nhịn nhịn mà nó pha lăng loang. Yeah.
là kiểu bonsai nhỏ nhỏ. Nó đậu nhỏ nhỏ nè, đó. Nhỏ nhỏ đi. Chỗ này cũng được nè. Không. Không mua lúa có dạy. Mua lúa. Có lúa là có tiền. Ngã xe lúa đây hả?